Đây, hiện tại mình đang để ở dòng sạc là 19,8A. Đó, như vậy là dòng điện đầu vào và công suất tăng lên 600W. Đó, dòng đầu vào là 11A và dòng đầu ra là 19,7A. Đó, như vậy là anh em có thể ở chế độ CV này thì anh em có thể cài đặt là giải điện áp dòng đầu ra, ngưỡng dòng đầu ra để sạc cho bộ lưu trữ của mình. Rest in peace. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình quay trở lại với một cái mạch mà mình mới ráp xong. Đây, đó là mạch sạc MVT để sạc cho hệ lưu trữ pin lithium của mình. Đối với các anh em chơi solar hoặc là các hệ lưu trữ ấy, thì không lạ gì với các loại mạch sạc sạc MVT hoặc là sạc PWM. Thì với cái mạch này thì nó được tích hợp sẵn một con SB32 để có thể điều khiển được chức năng sạc và đo thông số và các dữ liệu để gửi lên server và kết nối lên phần mềm Blink. Chúng ta có thể theo dõi online một cách trực quan. Về các dòng sạc MVT thì các anh em không lạ gì rồi, cái hiệu suất chuyển đổi nó sẽ cao hơn các dòng sạc của PWM. Đó. Và mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái mạch này nhé. Đây là cái quạt tản nhiệt không nói rồi. Ở đây mình sử dụng loại MOSFET, đó là IRFP064N. Đó, sử dụng 3 con, 2 con đầu vào và 1 con đầu ra. Đó. Và một cái mạch hạ áp. Hạ áp ở đây là để hạ áp từ nguồn đầu vào. Nguồn đầu vào anh em có thể cấp từ 15 đến 80V nhé. Thì hạ áp đầu vào xuống 12V để có thể nuôi cho toàn mạch. Đó. Và một con ở đây là một con B1212. B1212 để cấp cái nguồn cách ly 12V để điều khiển cho cái MOSFET đóng mở. Một cuộn cảm 60 microhenry này và một con MOSFET nhỏ đây. Đó, một con MOSFET nhỏ để điều khiển đóng mở con B1212 đây. Đây là đầu vào thì chúng ta có thể sử dụng điện áp từ 15 đến 80V và đầu ra có thể lên đến 50V, tức là hệ lưu trữ 48V đó. Và hai con cầu chì 25 và 30. Tụ lọc đầu nguồn đầu vào thì anh em sử dụng loại tụ lọc tương ứng với điện áp mà anh em cấp vào nhé. Đây của mình sử dụng tụ lọc 63V này và đầu ra là cũng là 63V. Thì ở đây có một con ADS 1015 để có thể đọc các thông số mà đo đạt các thông số và giao tiếp với SB32 để gửi lên server và phần mềm Blink. Và sử dụng một màn hình LCD đây, LCD loại 1602 để có thể giám sát trực tiếp. Ở đây có một con IF2104S để cấp sung điều khiển cho MOSFET. Đây là mặt dưới. Mặt dưới thì có một con XL101509 này để cấp nguồn 5V nuôi cho FP8266 và màn hình LCD. MOSFET, một con MOSFET đây là để điều khiển đóng ngắt cho quạt. Còn một con IC so sánh dòng để có thể nhận biết được dòng qua các dòng đầu vào ạ. Ở đây mình sử dụng IC 30A. IC này là loại ACS 712 loại 30A. Đó. Và bây giờ mình sẽ kết nối điện và cho chạy anh em tham khảo nhé. Là mình đã cấp điện áp vào và hiện tại trên màn hình LCD đang hiển thị là 28% và 21V, 21,9, 22V. Đó, ở đây có các nút điều khiển này thì mình có thể bấm để cài đặt các thông số. Và đây ở cái màn hình này thì nó sẽ hơi chóng một chút, thì anh em xem qua cái màn hình này nó sẽ trực quan hơn. Và cái trên app Blink thì đang hiển thị là 21,9V. Và đây, trên màn hình LCD cũng đang là 21,9. Đó. Như vậy là con SP32 này nó đang lấy dữ liệu đọc thông qua con ADS 1015 này để có thể lấy dữ liệu và gửi lên server. Và mình sẽ giám sát trên phần mềm Blink. Như vậy nó rất trực quan và rất tiện. Ở đây mình sẽ giới thiệu một chút mấy cái chức năng cơ bản nhé. Đây. Đây là chế độ sạc. Chế độ sạc
CCCP này là để chế độ sạc mình có thể cài đặt được cái ngưỡng cái dòng sạc ra. Như ở đây mình đang để ở 16,5A đầu ra, tức là công suất chỉ cho ra để sạc ở 16A thôi, 16A thôi, không được hơn. Đó. Nếu như anh em có thể lựa chọn đây là MVT cộng server server thì có thể là chức năng sạc này nó có thể cho max công suất, nó sẽ đo điện công suất đầu vào để cho hết công suất đầu, cho đầy hết công suất đầu ra. Đó, như vậy nó sẽ nhiều khi sẽ không tốt cho pin. Ở cái ngưỡng điện áp thì mình có thể cài đặt được, thì đó anh em có thể chọn là server CV này để có thể chỉnh được cái điện áp đầu ra, dòng đầu ra. Đó. Đây là thời gian ngắt của nghỉ tối của màn hình này. Wi-Fi auto. Nhiệt độ khi ngắt mạch là khi quá 60 độ. 42 độ thì quạt gió sẽ chạy này. Đó, mình đang đặt ở 16,5A dòng dâu ra. Đó, điện áp thấp là 20,5 và điện áp cao là 25,25. Và bây giờ mình sẽ cấp điện áp vào đầu vào để cho mạch chạy và anh em trải nghiệm nhé. Thì cấp điện áp vào đây thì là dòng sạc đang đẩy ra ở 16A. Mình sẽ kẹp dòng vào nhé. Đó, 16A. Đây, kẹp trong đồ vào này. Đấy, 8A. Đó, như vậy là có thể đồng hồ đấy nó không thể chính xác 100% được. Nhưng đây, mình đang để ở dòng sạc là 16,5A. Đó, như vậy thì cái ngưỡng điện dòng sạc nó chỉ loanh quanh ở trong cái ngưỡng đấy thôi. Hơn hoặc kém một chút. Bây giờ mình sẽ tăng cái dòng sạc lên để xem công suất nó có tăng lên không nhé. Đó. Khi vào chế độ cài đặt thì sạc nó sẽ dừng chế độ sạc và điện áp vẫn đảm bảo. Đây, hiện tại mình đang để ở dòng sạc là 19,8A. Đó, như vậy là dòng điện đầu vào và công suất tăng lên 600W. Đó, dòng đầu vào là 11A và dòng đầu ra là 19,7A. Đó, như vậy là anh em có thể ở chế độ CV này thì anh em có thể cài đặt là giải điện áp dòng đầu ra, ngưỡng dòng đầu ra để sạc cho bộ lưu trữ của mình. Ví dụ như này, ở 20A chẳng hạn thì có thể sạc cho hệ 200A, nhưng mà anh em có hệ 150A chẳng hạn thì mình sẽ giảm xuống còn sạc ở 15A. Đó. Như vậy thì nó sẽ bền và tốt hơn cho bộ lưu trữ. Đấy. Hiện tại thì mình sẽ đo cái điện áp nhé. Đây là điện áp đầu vào này. Đó, đang là 54V. Rồi, thế nào và đầu ra. Ra là 24V. Đó, điện áp nó sẽ đẩy vào cho đến khi ở ngưỡng 25,5 25,3V mà mình cài đặt thì nó sẽ giảm dần dòng sạc xuống. Và như vậy hiện tại nhiệt độ đang báo là 43 độ thì quạt nó sẽ chạy. Đó. Nó sẽ làm mát và tản nhiệt cho MOSFET và quận cảm ở đây. Đó, thì nhiệt độ giảm xuống thì quạt nó cũng dừng luôn. Và bây giờ mình sẽ cài đặt lại để cho cái dòng sạc nó giảm xuống.
thì mình giảm cài đặt giảm dòng sạc xuống thì cái dòng sạc cũng giảm xuống và công suất giảm xuống luôn. Với cái điện áp của đầu vào và dòng sạc của đầu vào và điện áp của đầu ra và dòng sạc của đầu ra, như vậy anh em có thể tính được cái tỷ lệ phần trăm nó chuyển đổi từ 54V xuống 24V, là còn thừa khoảng 30V đấy, nó sẽ chuyển đổi qua xuống thành dòng để đẩy, nó sẽ tối ưu được cái hiệu suất của cái bộ sạc và không bị lãng phí. Như dòng sạc PWM thì nó sẽ đẩy mắc 100% công suất, hoặc là dòng sạc tối đa còn lại thừa thì nó sẽ không cho, nó sẽ triệt tiêu hoặc là nó sẽ đọng lại. Đó, như vậy anh em tham khảo cái mạch của mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. Anh em tham khảo có gì thì góp ý thêm với mình nhé. Mình chào tất cả mọi người.